Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Long An bàn giao nhà tình nghĩa quân dân cho gia đình cô Lê Thị Mỹ Ngân, ấp Cò Dưa, xã Bình Hiệp, thị xã Kiến Tường. Căn nhà có diện tích sử dụng gần 80m2, kinh phí xây dựng 160 triệu đồng. Trong đó, phòng tham mưu, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh dẫn động nhà hảo tâm tài trợ 80 triệu đồng. Số tiền còn lại do gia đình đóng góp phát biểu tại lễ bàn giao nhà đại tá trần đình hưng phó chỉ huy trưởng tham mưu trưởng bộ chỉ huy quân sự tỉnh chia sẻ với những khó khăn của cô lê thị mỹ ngân và mong muốn gia đình bảo quản giữ gìn ngôi nhà để sử dụng lâu dài vượt qua khó khăn dương lên ổn định cuộc sống